Kính chào các anh chị, những hình ảnh các anh chị đang được xem trên màn hình được quay tại giao lộ cầu Thủ Thiêm và đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh hướng nhìn ra từ quận nhất ra cầu Sài Gòn. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là một rừng chung cư tọa lạc tại một quỹ đất vàng nằm kế bên sông Sài Gòn. Tuy nhiên là cái mật độ của nó rất là dày đặc. Đường hữu Nguyễn Hữu Cảnh được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2002, được kỳ vọng là một trong những đường kết nối giữa trung tâm Sài Gòn ra cầu Sài Gòn, song song với các đường hiện hữu là Nguyễn Thị Minh Khai và Điện Minh Phủ, giúp cho áp lực giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Với độ dài chỉ khoảng 3,7 km. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì con đường này trở nên nổi tiếng bởi lẽ đây là một cái rốn ngập của thành phố Hồ Chí Minh cũng như tình trạng kẹt xe triền miên. Một phần đó là hệ lụy từ việc các tòa chung cư san sát liên tiếp mọc ra trên cái con đường này. Đỉnh điểm là chỉ khoảng chưa được 2 km từ giao lộ cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn. Có đến 4 dự án lớn với hàng chục ngàn căn hộ và các căn hộ biệt thự tọa lạc tại đây. Đầu tiên trên màn hình thì anh chị thấy đó là những tòa căn hộ của Sinh Hoa với quỹ đất là 1,9 hecta à, thì ở đây tòa lạc ba lốc chung cư từ 45 đến 50 tầng và kế tiếp đó là dự án của Sài Gòn Bơ của chủ đầu tư SSG Group với quỹ đất là 10,3 hecta à, thì ở đây được xây dựng là 8 lốc căn hộ chung cư và hai ốc văn phòng cung ứng ra thị trường là 2.200 căn hộ cũng như một loạt các biệt thự ven sông à, và quy mô nhất ở đây đó là quỹ đất 4,4 hacta của chủ đầu tư Vinhome được xây dựng là 18 lóc căn hộ chung cư à, cung ứng ra thị trường là 13.000 à, căn hộ, cũng như là tòa trung tâm thương mại văn phòng dịch vụ khách sạn cao nhất Việt Nam Tâm 81 và một loạt các cái à, biệt thự ven sông. Ngoài ra, phía bên kia của đường Nguyễn Hữu Cảnh thì có dự án à, Sài Gòn The Manor. Đây là dự án đầu tiên được thi công trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh này cung ứng ra thị trường là 1066 căn hộ và hàng ngàn mét vuông diện tích văn phòng cho thuê. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiếm có một quỹ đất nào có một cái vị trí đẹp à, liền kề sông và trung tâm thành phố như quỹ đất này. Mặc dù thuộc địa phận Bình Thạnh, tuy nhiên là nó rất liền kề với quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. À, tuy nhiên nói đến đoạn đường Nguyễn Cảnh thì bây giờ người ta chỉ hình dung đây là con đường À, xảy ra kẹt xe triền miên và là một cái rốn ngập nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. À, mặc dù được thành phố đầu tư à, làm nhiều hạ tầng về cầu vượt cũng như là hệ thống chống ngập nước, à, tuy nhiên là vẫn chưa giải quyết được những cái tồn động tại con đường này. Vừa rồi thì thành phố cũng đang cải tạo hệ thống thoát nước, dự kiến là giữa năm 2021 thì sẽ hoàn thành cái công trình này. Hy vọng là nó giúp cho cái vấn đề ngập nước ở tại khu vực này được cải thiện rõ rệt hơn. À, ngoài những cái loạt căn hộ chung cư à, trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc à, quận Bình Thạnh, à, thì đoạn Nguyễn Hữu Cảnh thuộc quận Nhất à, cũng có một quỹ đất lớn thuộc dự thuộc khu vực Ba Son cũ cũng đã tọa lạc à, một số lốc căn hộ chung cư của Vinhome cũng như là một loạt quỹ đất à, chưa được à, triển khai tuy nhiên cũng dự kiến sẽ mọc lên nhiều căn hộ chung cư ở đây nữa. À, thưa anh chị mới đây nhất liên quan đến đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh này thì chiều ngày 4 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra bộ xây dựng đã công bố quyết định thanh tra sở quy hoạch kiến trúc và viện quy hoạch kiến trúc thuộc viện nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh về các công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực con đường Nguyễn Hữu Cảnh này. À, bên cạnh việc thanh tra để điều chỉnh cái những cái quy hoạch về xây dựng quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hai bên đường Nguyễn Cảnh thì đoàn thanh tra cũng có trách nhiệm để phát hiện ra những tồn tại vướng mắc cũng như là những sai phạm có thể xảy ra để xử lý theo phạm luận quy định của pháp luật. À, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video clip này. Xin hẹn gặp lại và trân trọng kính chào.